Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhá. Mình là Thành Z đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Plan vs Zombie phần 2 nha. Garden Warfare 2. Và nếu anh em nào thích video này, hãy lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ nhé. Nó động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Bắt đầu thế nào? Và chúng ta sẽ chọn Electric Piercer đi anh em. Chúng ta thay đổi cái quần áo đi, nhìn trông nó xấu quá. Con khủng long à? Mình dùng cái gì đấy? Quả rocket à? Ồ, quả rocket này đẹp à? À, đẹp thế. Quả rocket này đẹp dã man luôn này anh em ơi. Hay là cái nào nhỉ? Cái đầu này đẹp này. Ui, tia laser. Chơi luôn. Không, cái mắt tia laser này đẹp nhưng mà cái quả đầu nó hơi bị ngáo. Mắt này ngáo quá. À, một số loại thì không dùng được mắt tia laser đâu anh em nhá. Một số loại đầu thì mới dùng được mắt tia laser. Nó có kính thì nó sẽ không dùng được mắt tia laser anh em ạ. Đấy, đẹp chưa? Cái này đẹp, cái này không dùng đầu nào luôn. Mắt tia laser, tay tiền. Tay gì đây? Tay cánh tiền này. Tha thu. Không, tha thu này xấu. Tha thu nào đẹp ạ? Tha thu nào nó nổi anh em ạ. Tha thu nào nó phải nổi cơ. Đấy, tha thu này thì nó giống đúng là kiểu sấm sét anh em ơi. Thì hôm nay mình sẽ không đánh cái kiểu Butter Z nữa, mà mình sẽ đấu làm nhiệm vụ anh em ạ. Mình đang ở trong thế giới này, mình đi khám phá, mình làm các nhiệm vụ phụ hay. Nhiều nhiệm vụ hay lắm. Chạy đâu cưng? Chạy đâu? Úi xời ơi. Đây là cái Chris Park. Đây có cái nhiệm vụ của cái con này khả năng là tàng hình đây, invisible ấy. Con này là phần 1 đúng không? Phần 2 không có. Scary Astrum. Đấy, khá đẹp trai. Ok. Cho con cái nhiệm vụ gì đó. Commander Van Chris. Ở đâu rồi? Ai à, ok, thế rồi. Con này béo anh em. Không phải con này không? Vãi lều, ôi sao đông ấy. Giờ mình có chết đâu nhé. Tôi đoán tôi sẽ chết đấy anh em ạ. Một bé. Hai bé. Vãi nồi. Đều có hai con đây anh em ạ, mà nó đông ấy. Tôi cần hồi máu anh em ơi. Chạy. Con này là hơi khó chiến đấy anh em. Hơi bị khó chiến đấy nhá. Úi, có cái hòm gì đó đây. Chơi. Chạy. Hồi máu đã. Úi, tên lửa. Nubi anh em. Không chết méo giờ. Đang hồi máu cái. Ôi, Commando Vanquish fail rồi. Cái nhiệm vụ này khó dã man anh em ạ. Mình phải bật luôn cái chế độ gọi là mốt ở đây luôn này. Điển thật sự luôn. Đen thích nhỉ. Để nhiệm vụ dễ anh em ạ. Thấy là nhiệm vụ khó dã man. Không dễ tí nào đâu nhá. Rồi tôi sẽ hồi đầy máu ra xong rồi tính sau. Đầy máu xong bắt đầu nhận nhiệm vụ với con này. Mình bật cái máy bắn này lên này. Đừng có dùng tên lửa, tên lửa cái gì cả. Đừng dùng bom bùng gì cả. Cái này là ngon nhất rồi, ok. Một trận 25 đầy máu luôn. Một bé. Hai bé. Đồng thế nhỉ? Cái này khá là khó trúng anh em ạ. Cái này khá là khó trúng đạn đấy. Mình chết thì mình cứ có đi sao không nhỉ?
không sao đâu, chắc không sao đâu. Ba con rồi. Tôi sẽ cần bắn hai con thôi là sao. Hồi máu. Đặt. Một bé. Tiêu diệt 5 thằng tướng là sao. Ui, có blitz rồi anh em ơi. Nice. 2.500 coin luôn. Tôi sẽ đi quanh cái đây mình làm nhiệm vụ nhá. Có nhiều nhiệm vụ nó ẩn đấy. Hay phết. Xem mình còn chưa hoàn thành tất cả nhiệm vụ ở trong cái thế giới cơ. Nhiệm vụ ẩn để lấy phần quà. Ở đâu nó có hình dấu chấm than này, chúng ta có nhiệm vụ ở đấy nhá. Đây thành phố của ui, có kia quả khí cầu à? Khá ảo nhỉ. Đây là đây toàn là plan thôi anh em. Nhưng mà làm nào ta biết được cái nhà mình đang cần tìm nhỉ? Nhà nào ta? Không biết được luôn. Kìa ơi. Đây rồi anh em ơi, có cái dấu chấm than đây rồi. Nhiệm vụ đây rồi. Nhiệm vụ con nào ơi? Nhiệm vụ con gà anh em ạ. Ô! Con gà trong cái thế giới này có con gà, con Rot Chicken 3D này. Ảo thật đấy. Con gà này của bọn zombie mà anh em. Thì sao? Destroy the cluster. Ở đâu nhỉ? Cluster ở đâu tiếp ơi? Ơ? Thù ở đâu nhỉ? Ảo thế. Biết được trên biển. Ui dồi ôi, đúng là còn là tí giây đây anh em ạ. Còn có vài giây nhỏ nhỏ thôi là xong. Là tèo. Ok. Con này có nhiều nhiệm vụ đây anh em. Chắc đi đập thùng tiếp nhỉ. Đây đập được khoảng 10 thùng anh em ạ. Ảo ma Canada thật đấy. Nhưng mà chúng ta quen rồi. Thùng ở đâu cũng nhỉ. Hơi bị ảo nhá. Còn 3 thùng nữa anh em ạ. Ở đâu vậy? 3 thùng nữa ở chỗ nào vậy? Holy shit. Chịu luôn đấy. Ở đây. Còn 2 thùng nữa anh em ơi. Kìa, trong sân là 1 thùng nữa. Ui, toàn gọi là tí thôi là tèo. Nhận hết nhiệm vụ là kiểu gì là cũng nó bắt mình đấy thế vậy. Thôi. Con gà cho mày nhanh anh em. Con gà trong cái thùng xe anh em ạ. Hay nhỉ. Có nhiều nhiệm vụ lắm. Mình đang đi tìm cái mấy nhiệm vụ kia. Cái này cần ngôi sao anh em ơi. Cần ngôi sao để mở những cái này ra nhá. Siêu tầm với tất các kiểu. Ở đây có một con đấy này. Con gì nhỉ. Con Cactus. Continue Zeminator. Con Cactus. Yes. Đi nào anh em ơi. Let's go. Hunter Beach Burst là cái gì đấy. Không biết là cái nhiệm vụ này là gì. Ui cái nồi đấy. Xem ai khỏe hơn ai. Ô nhiệm vụ nhanh quá. Được hết cả đống game này anh em. 250 diamond này. Nhờn. Mấy con này dễ quá nhờ. Có cần mình trả nhiệm vụ không anh em. Đây là bên zombie rồi. Đây là bên zombie rồi anh em ơi. Đâu rồi. Nhiệm vụ trả ở đâu nhỉ.
Đây là từ phía sau tòa nhà đúng không? Phía sau tòa nhà có mấy chỗ thứ hay ho. Hình như trả xong rồi anh em ạ. Không có đủ sao để mở cái này nhé. Có sao cái mình mở luôn. Không được đi từ cửa sau ạ. Khá ảo, cái thành phố này khá là rộng lớn à. Và cùng bạn bè mà chơi kiểu chơi trốn tìm mà thứ và cũng khá là vui anh em ạ. Cửa đang đóng rồi, hôm nay không phải cuối tuần, cửa đóng rồi. Cửa đóng then cài. Các kiểu thể loại. Tôi đi tìm một vài nhiệm vụ phụ hay hay để làm với anh em nhé. Không kéo đâu, kéo này đâu, mất thời gian lắm. Kìa, có nhiệm vụ rồi. Một nhiệm vụ ở tít tít ở phía xa đây. Đây rồi. Có gốc cây này hình như phần 3 xuất hiện này sao ấy. Ha, nhiệm vụ giao đồ ăn của bọn Chomper anh em ạ. Welcome. Cửa hàng giao đồ ăn nhanh. Chomper Delivery. Nhiệm vụ giao đồ ăn đâu rồi? Cho lắp tên lửa vào đít đi em. Chụp coi. Khó ngã ba anh em ạ. Tên lửa sẽ được lắp vào đít mà anh em. Ui fail rồi, khó nhở. Ra pizza này cực kỳ khó luôn. Không biết là sao xong cái này được thưởng cái gì không, mở khóa cái gì không. Cái này thì mình cũng không rõ lắm. Khó nhỉ. 1 phút 30 giây mà còn không được á. Được luôn. Đối với em có thể chơi cái này luôn đấy, thật đấy. Không được. Bên nhiệm vụ khó thế. Em có 7 ấy. Làm sao mà được 12 đây. Ảo thế. Hết giờ rồi. Chắc phải ăn liên tục để gọi là được thêm thời gian bonus anh em nhá. Khó thật, nhiệm vụ khó dã man. Cho em nhiệm vụ khác đi anh ơi, em muốn nhiệm vụ câu cá hay nhiệm vụ gì đấy. Giáng sinh giáng sủng sẽ có sự kiện mới nha anh em. Cái đấy thì tính sau. À, có sự kiện bắn kia. Bắn cái bia hay bắn cái gì đó ở đây đúng không? Có sự kiện bắn mà. Anh có dám bia à? Con này khá trâu anh em. Nhớ là ở đây ngoài ở chỗ này có sự kiện bắn mà. Đâu nhỉ? Nhiều khi mình không biết sự kiện nó ở đâu. Nhớ ở đây nó có cái sự kiện để bắn súng hay bắn gì đó, ngọc trai. Ở đây còn cả một thế giới mới mình chưa thể sang, không sang được nhá. Game nó mở khóa thì tốt nhỉ. Game mở khóa cái thế giới bên kia thì tốt. Cái gì á? Có nhiều thuyền không? Không có lái được mắt. Nếu mà lái được thuyền thì chắc phần neighbor ấy. Phần đấy chắc là mới khám phá được nhiều thứ hơn. Bên này thì có cái gì đâu để khám phá đâu. Con thuyền đổ nát kìa. Zoom Park. Zombie Park. Zombie. Ok nha. Rồi ok. Đó. Nice. Ok. Chơi cá ngựa à? Dưới này nhớ, mình nhớ là có một cái chỗ để làm nhiệm vụ, không phải cái chỗ này là ấy. Ủa, chỗ này là cái cống anh em ạ, cống thải. Con này khá hay á, nó bắn, ui, có cái con cầm mấy này, cầm cửa này, khá quen luôn. Ôi giời, chết rồi anh cưng. Rồi thì chúng ta sẽ kêu nhé, xin chào lại anh em trong tập kế tiếp nhá, bye bye.
Hay.